Để nhanh không trả lời. Con xin hỏi mục đích của việc quên đi tất cả tiền kiếp khi tái sinh là gì? À, con đã từng đọc nhiều cuốn sách về tiền kiếp, hậu kiếp, việc tâm bệnh hoặc một số các loại bệnh tật đặc biệt mà y học hiện tại bó tay đều tiến triển việc chữa khỏi. Rồi, thí dụ như, rồi ở đây có nhắc đến cái liệu pháp thôi miên hồi quy Gần tiền kiếp. À, rồi có nói là nhiều nhân duyên oan trái cũng theo đó được hóa giải, chẳng phải là điều lành cho chúng sinh hay sao? Thay vì phải học lại toàn bộ từ đầu thì khi được nhắc thì không phải chúng sanh sẽ tốt hơn hay sao? Rồi ý là cái chuyện mà nhớ tiền kiếp là chuyện tốt mà tại sao mình lại quên? Rồi bây sao mình giờ nó quên mà có tại cái mình đi quên. phương pháp gọi là thôi miên hồi quy tiền kiếp thì làm ơn làm phước nha, cũng gõ dùm sư tiền kiếp. Tiền kiếp hả? Đây, có hay không sự thôi miên thấy tiền kiếp hoặc là thôi miên hồi quy tiền kiếp? Sư trả lời rất là rõ trong đây rồi, tức là gì? Đây là một cái một nó là lừa đảo, hai đó là một cái sự hoang tưởng. Nó giống như vậy nè, giả sử như á bây giờ quý vị muốn nhìn thấy bây giờ giữa các cái căn phòng, thì giả sử giữa các căn phòng nó có cái vách ngăn bằng kính, nhưng mà cái kính của nó đó là nó bị dày do chất bẩn á, dày quá rồi nó che, cho nên mình không nhìn thấy được cái căn phòng ở trước á nó như thế nào, mình không biết. Thì có một người đó, thay vì á, lau sạch ha, lau sạch cái vết bẩn ở trên cái tấm kính á, để mình có thể thấy được căn phòng trước, thì không, họ đem vôi, họ đem vữa, họ đem màu, họ tô, họ vẽ lên cái bức tường đó một cái hình ảnh gì đó, rồi họ chỉ mình cái hình ảnh đó, họ nói rằng đây là cái hình ảnh trong căn phòng trước. Ai tin thì tin chứ sư không tin nha. Còn những cái cơ sở để mình có thể thấy được tiền kiếp sư cũng đã nhắc đến trong video đó rồi, tức là một người phải có hành thiền, phải có chứng thiền, và ngay cả khi chứng thiền đó, cái việc soi tiền kiếp đó, cũng phải cẩn trọng và phải qua hai ba lớp xét duyệt, chứ không phải là mình cờ lơ phất phơ rồi mình bắt đầu mình thôi miên. Rồi thậm chí là ở như là ở Campuchia hả, nó có cái là đi đi thăm á, đi thăm đi xăm gì đó, nó cũng cái vụ là thấy tiền kiếp. Ai ai muốn đi thì cứ đi, còn ai muốn sống thì sư khuyên là đừng có nên đi. Cho tôi con hỏi một câu hỏi này Đấy. sư. Rồi còn cái nguyên nhân á, cái nguyên nhân mà chúng sanh quên cái tiền kiếp là do phiền não, là chính do mình chứ không phải là do cái cơ chế bảo vệ nào hết trơn á nha. Đừng có nghĩ đó là cơ chế bảo vệ cho nên là mình, hoặc là một cái lý do huyền bí nào đó, xin thưa, do mình phiền não cho nên mình không thấy. Giống như á, do cặp mắt mình nó bị mờ á, cho nên mình chỉ thấy những thứ trong vòng 10 cm thôi, còn những thứ ở xa hơn vài chục mét mình không thấy. Thì đó không phải là do một cái cơ chế, một cái thế lực nào đó, mà do vấn đề của mình. Thành ra mình muốn thấy, muốn biết thì phải tu cho nó đàng hoàng, chứ đừng có chơi cái trò mà đi thôi miên để người ta dễ dời, người ta chỉ mình cái gì mình tin cái đó nha, cái đó chết thì nào không hay. Vì làm ơn á, vì muốn cái gì vì thà làm theo chánh pháp để có nha, người cứ đi đường tắt giùm tôi nhé, còn vẽ vời. Vì muốn thấy tiền kiếp làm ơn tu thiền vậy thôi, không có cái tại vì á, vì biết con đường thứ hai Đức Phật sẽ không dạy con đường đó. Ngài không bao giờ ngài dạy cái gì nó làm chúng sanh chim cực chim khổ nha. Ngài dạy thiền định, nếu mà mình đắc thiền thì mình có thể thấy được cái quá khứ, nhưng mà không phải dễ đâu, dễ ăn đâu quý vị. Nếu mà gọi là cho dù quý vị thấy được quá khứ nó cũng chả là cái gì hết đó. Tại vì một cái kiếp đó nó chả, ví dụ bây giờ mình lỡ mình thấy được quá khứ đi, rồi quá khứ mình là cái gì đó xong anh có một kiếp nó chả làm gì được. Mình thời cái này nó thiệt, tôi không biết cái phương pháp này đó, giờ không có coi, không có nghiên cứu.
Nhưng mà tôi nói tin không, tôi nói không, không tin, không tin. Khi mà quý vị học cái chánh pháp nó tới mức độ nào nó dị lớn ấy nè, hồi xưa có cái ông Thái Lan ông nhảy vô chậu dầu chậu chảo gì thế, ông không chảo ông nóng không tin, mà cho dù có thiệt kể không chứ liên quan tới tuổi không liên quan, tôi đâu cần nhảy nó không nóng đâu, tôi cần giải thoát luân hồi kìa, cần là sao ai chửi tôi không sân nè, ai những cái chuyện tôi cần cái gì, tôi cần cái buôn tập sao mà tôi cái thích tôi bớt thích nè, cái tôi không thích tôi bớt không thích lại nè, đó cái tôi cần, vì cần cái gì trong cái giáo pháp này, vì đi tìm hiểu, vì đi học những cái trên mơ dưới biển, giống như đi học bơi quý vị cứ tập lái xe hơi đội bơi, bơi thì quý vị muốn bơi bơi cho giỏi nên thì thi đi thi Olympic á, thì quý vị phải đi mua đồ bơi về nhảy xuống bơi tập bơi, bơi kiểu gì kiểu A kiểu B kiểu gì bơi đi, ngày này quá quý vị muốn gọi là giải nhất cái Olympic thì thi bơi lội, mà quý vị đi học lái xe rồi đi sắm xe không thua nha, mình cái thuyền mà mình qua qua cầu mà mình còn vác theo cái thuyền, mình tính đâu mình đang qua cầu mình để xuống đất mình bơi mình ngồi mình chống cái thuyền ngồi mình chống trên đất á, mình không để xuống nước mình bơi, câu này mà nói ra cái gì nó này là câu dở nhất ngày hôm nay từ đó giờ luôn, nó rất là không có còn, thực ra nó với cái người có học người ta nhìn câu này người ta lãng tại trả lời nó mất thời gian, nên quý vị những cái gì quý vị hỏi làm ơn hỏi nó nằm trong cái gì mà giúp được từ quý vị trong cái cuộc sanh tử này, dùng các Chúng hỏi gì thực tế thực tế mấy cái này nó rồi nó có một câu này tôi thấy nó tào lao nhất là đâu mất rồi à, rất nhiều duyên oan trái cũng theo đó mà hóa giải, ở đâu ra quý vị xác nhận cho tôi ở đâu ra cái duyên oan trái này nó hóa giải, hay là quý vị nghe nói à, quý vị biết cái chương trình gì nó cũng có cái PR của nó cả, nó làm ghê lắm quý vị, hiện tại có cái phát sanh cái chơi bi á, chơi số bi đào đào rồi sau này thành tỷ phú á, nó quảng cáo ghê lắm, nó nói mà mình tin luôn á, thì thì nói đâu xa cái vụ ông Hoàng Y ABC đó nào là Hoàng đó đó Hiền đó. đó trước đó đó nha, từ ở Mỹ nha về tới Việt Nam đi khắp tỉnh thành nha, đủ thứ trên trời với đất khách, có ai dám nói là ổng tầm bậy không? Ví dụ như đây nè, rất nhiều dương quan trái rồi lên trung quan gia trái chủ, mình nói cái đó đó nó tào lao lắm nha, tại vì sao không có gì xác nhận được cho, ví dụ giờ mình xui quá cái tự nhiên mình đi ông thầy đó mình nó xui mình nó quan gia trái chủ đi, cái đó không xác nhận được, trùng chỉ có Đức Phật này mới xác nhận được thôi, quý vị đừng có ngồi bị ảo tưởng rằng làm cái này cái kia, vì làm ơn nhân để được quả, mà tránh nhân để tránh tránh nhân ác để tránh ác, mà làm nhân thiện để được quả thiện, vì muốn được ví dụ như bây giờ muốn đắc tu đầu hoàng đi là phải tu sao đúng cái pháp đắc tu hoàng, nếu có đường đi khác chánh pháp thì chỉ có một thôi, tà pháp nhiều lắm, nói quý vị kỳ đó có cái sư ra sư nói với tôi là ai chửi mình ai nói bậy bạ ai nói gì khó chịu mình cái coi như chim kêu chó sủa dượng thú đi, cái nó bụng xe đét à, nọ mà cái đầu cái tâm mình nghĩ cái tiếng nói người ta như vậy là mình ác nghiệp à, ý ý ác nghiệp đâu đúng đâu, Vipassana không dạy con người ta nhiều cái khi mà nó ra đó, bình thường nhìn mặt ngoài nhìn cái sơ một cách sơ lược có vẻ nó đúng, thì bây giờ ai chửi mình mà mình cứ nói chìm kiều thì nó cũng giảm tâm sân nhưng mà nó không đúng, nó không rốt ráo được, nó không làm cho quỷ hết sanh tử được, lỡ ai chửi một câu nó sốc quá mà quên niệm mình quên nó là chó chủ, sở dĩ hiện tại mình đang nó đang ứng nghiệm là tại vì sao, tại vì nó chưa đủ đô, mình gặp cái chuyện dữ dằn đi đi mình có đánh lộn luôn Mà Phật có dạy mình coi người khác là súc sanh không? đâu, thấy chưa có sáng chưa, cho nên nó vì thấy có những cái mình chưa có đặt giao vào giáo lý thâm sâu, chưa đặt nó vào chánh pháp thì nó có vẻ nó ok, nhưng mà thôi vô chánh pháp là banh á không có đúng, nhưng vì cẩn thận trong quá trình học pháp dùng cái